Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Hôm nay là đúng ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên thì mình không có nghỉ, đang có nhận một số cái đồ của khách hàng để mình làm. Thì bây giờ là bắt đầu công việc nó sẽ có chiều hướng trở lại rồi. Tức là tất cả các cơ quan đã bắt đầu có những cái đại hội hoặc là làm một số đại việc làm. Do đó là thứ bảy chủ nhật hoặc là trong ngày lễ này thì mình dự kiến là trong qua lễ thì mọi cái hoạt động nó sẽ gần như là trở lại bình thường, đối với một số cái tiệm ô tô hoặc là tất cả các dịch vụ thì nó cũng gần như là nó đã trải dần qua cái thời kỳ khó khăn rồi. Thì đối với những cái thời điểm này, thời gian rảnh thì mình sẽ lên kiểm tra lại mấy cái máy của mình, có cái ví dụ như là nó bị kẹt cái bánh răng giữ cái mực hồ với lại cái trong công tuần ra, thì mình cũng đã có lấy cái linh kiện về rồi. Nhưng mà mình có đợt này á, đợt trước có một cái là mình làm cái video mình giới thiệu về cái dán cái chế cái đầu mực ra giữa cái trùm với lại cái ống mực hồ ấy. Thì đợt vừa rồi nó bị kẹt cái nhông ngay chỗ đó và nó sẽ bị gãy, do đó là mình đã đặt ở chỗ anh Hiếu cái linh kiện, tức là cái đầu nối, có một cái đầu nối từ ở trong cái đó ra. Thì ở video sau mình sẽ review cho tất cả các bạn và các anh chị về cái đầu nối đó, và mình sẽ thay, mình sẽ nói rõ hơn về những cái nguyên nhân và nó hay bị kẹt, tức là những cái tiếng kêu hay bị kẹt cái chỗ cái nhông mà còn cứ lại rung rung, hay là người ta gọi là cái nhông xéo đó. Thì hôm nay mình muốn chỉ nói gọi là giống như là một cái video vlog, mình nói về những cái khó khăn rồi mà mình tiệm ô tô của mình đã trải qua, tức là sau Tết thứ nhất là khách nó giảm đi một lượng rất là đáng kể, chỉ có những cái in liên kết thì mình còn làm được. Tuy nhiên thì cho trong khoảng mười mấy ngày thì công ty in ở trong Sài Gòn họ cũng nghỉ, thì mình sẽ nhận lại. Tuy nhiên bắt đầu là khoảng một tuần trước thì mình đã bắt đầu in lại liên kết lại rồi. Sau qua một mùa dịch thì mình mới cảm nhận được là đối với một cái tiệm photo hoặc là một cái dịch vụ nào đó hoặc một ngành nghề nào đó thì chúng ta nên kiếm nhiều đa dạng cái sản phẩm. Với đối với dự như chúng ta bán tạp hóa thì chúng ta cần mua nhiều cái đồ tạp hóa về, thì chúng ta có cần thì có. Mình đã gặp một trường hợp mà mình hiện tại bây giờ mình cách đây khoảng 2 năm thôi. Các bạn tin khi mà mình vô tiệm tạp hóa thì mình đang mua đồ thì có một cái chị đó, chị vô chỉ mua 2.000 thuốc cảm, nhưng mà tiệm tạp hóa nó có bán luôn. Thì mình mới giật mình, nói chọn cái tiệm tạp hóa mà sao, tại sao lại có bán thuốc cảm? Tại vì đơn giản thôi, tức là tiệm tạp hóa đó khi người ta cảm thì người ta ra quầy thuốc tây, người ta mua mấy liều thuốc cảm như vậy đó, thì ta về ta để đó. Thì khi có người cảm, ví dụ như cái cơ thể địa của cái người bị bệnh giống như cơ thể địa của họ, thì họ sắp ra họ bán luôn. Cái 2.000 thì họ vẫn thứ nhất, nếu mà mẹ theo cái suy đoán của mình như đây chứ không phải là chắc, thì có thể là họ mua về họ uống, có thể là 5 liều nhưng họ uống 2 liều hết rồi, họ còn dư, họ sẽ vô tới cái dịp đó người ta họ bán luôn. Tức là tạp hóa là cái gì cũng có là bán luôn. Nên là mình mới giật mình về cái hiện trạng đó ha. Rồi đến khi mà những cái dịch vụ, ví dụ như cái dịch vụ in ấn này, cái dịch vụ photo của mình là chính, thì các bạn thấy là nếu mà trong cái thời điểm mà trước Tết, sau qua Tết, Tết thì hiện tại bây giờ, trong cái khoảng thời gian đó, nếu các bạn mà làm photo hầu như là các bạn không có thu nhập hoặc thu nhập rất là ít từ những cái vốn khách lẻ thôi, hầu như là họ đi photo chứng minh nhân dân họ để làm gì thôi. Còn đối với những khách hàng, những cái mối lớn làm tài liệu này kia, hầu như là đã ngưng lại hết. Và khi đó các bạn sẽ thấy là cái tiệm của bạn không có thu nhập, một cái thu nhập gì nó đáng kể để mà trang trải cuộc sống. Trừ trường hợp những cái tiệm, tất cả các anh chị đang mở cái tiệm ra mà có tất cả các cái dịch vụ như in cạc, ship, tất cả này kia và in đó này kia, thì họ vẫn có hàng họ làm, tại vì họ đa dạng dịch vụ của họ nên họ làm. Và tiệm mình cũng vậy, tiệm mình cũng có những cái đơn hàng để in về cái tờ rơi tuyên truyền của dịch bệnh đó, thì mình cũng đã làm được mấy đơn hàng, thì cũng có thêm thu nhập. Và ngoài ra thì cũng có cạc phí ship rồi này nọ, thì mình làm, mình thiết kế, mình làm cho khách hàng. Thì
thì các bạn không biết các bạn có cảm nhận thế nào, nhưng mà mình đối với riêng mình thì mình sẽ cảm nhận là sau một cái đợt khó khăn như thế này, mình cảm nhận là mình sẽ cần đa dạng hóa dịch vụ của mình nhiều hơn nữa, để trong cái tình huống nào hoặc là những khó khăn nào mình cũng đều có thể làm. Cũng giống như là trong cái thời gian ngoài làm những cái khách, những cái đơn hàng liên kết, thì mình còn một năm trước đây thì mình đã chuyển tới làm chỉ qua làm YouTube. Trong cái thời gian mà mình đang một năm trước ấy, thì mình đã làm YouTube rồi, thì có những cái video mình cũng chia sẻ về những cách làm YouTube của mình. Tuy nhiên các bạn biết là tuy nó không có là bao nhiêu hết, một tháng đối với cái kênh nhỏ, thì đối với kênh mình hiện tại bây giờ mình đang làm, hoặc là cái kênh mình đang nói chuyện với tất cả các bạn đây, cũng là lên kênh YouTube của mình, mình chia sẻ về lĩnh vực photo in đó, thì một tháng như vậy, nếu mà cái kênh mà nó tốt lắm thì nó làm khoảng được khoảng 800.000 đến khoảng 1 triệu, 800.000 đến khoảng 1 triệu, thì đây cũng là một cái thu nhập thụ động mà mình cảm thấy nó cũng có rất là ít, có hữu ích đến cả mình. Khi mà mình vừa được chia sẻ những kiến thức cho tất cả các bạn, cùng học hỏi, cùng chia sẻ kinh nghiệm làm nghề photo thế nào, những cái cách mà mình làm thế nào, mình chia sẻ hết cho tất cả các bạn hoặc là những cái bạn mới, để khi các bạn đó vào, các bạn có thể xem được, hoặc là những cái khó khăn của bạn gặp phải mà các bạn chưa có cái hướng giải quyết, thì các bạn có thể xem video của mình và các bạn sẽ biết cách giải quyết hoặc là khắc phục những cái khó khăn của máy nó bị trục trặc. Thì ngoài ra đó là cũng là một cái niềm vui, và đó là một phần kiếm thêm thu nhập của mình. Thì cái kênh của mình thì như nãy mình nói đó, một tháng làm tốt lắm thì từ 600 đến 1 triệu, 600 đến 1 triệu đó tiền kênh YouTube. Thì mình nghĩ là trong vòng khoảng 3 tháng, tức là khoảng 2 tháng rưỡi gì đó, thì mình nhận được tiền YouTube một lần, tức là có 100 đô, khoảng 2 triệu mấy từ Việt Nam mình, thì YouTube nó sẽ chuyển tiền qua ngân hàng cho mình. Thì cũng không giấu giếm gì tất cả các bạn ha, cái kênh Baro Official này thì cũng đã kiếm được tiền, thì đợt trước tết thì mình lãnh từ tiền YouTube thì khoảng 7.9-8 triệu, và sau tết thì khoảng trong tháng 2 mình nhận 2 triệu mấy nữa, thì tổng cộng đến bây giờ thì nó nằm khoảng cho nó khoảng 10 triệu, 10 triệu tiền YouTube. Thì đó là một công sức khoảng là một năm mình bỏ ra để mình làm kênh này. Tuy nhiên thì cũng được sự bến bộ ưu ái của tất cả các bạn và các anh chị đã quan tâm theo dõi, đăng ký kênh, ủng hộ xem những cái video của mình chia sẻ, để chia sẻ những kiến thức để cho các bạn mới và các anh chị mới làm nghề khỏi cứ bỡ ngỡ là những cái gì mình đã trải qua rồi mình làm. Thì mình hy vọng là trong bắt đầu từ những khi mà qua lễ rồi, trong những ngày tháng tới, thì nếu mà các anh chị có tài năng nào thì các anh chị cứ phô diễn, tại vì các anh chị biết là nếu trong cái thời buổi hiện tại bây giờ, cái nền tảng công nghệ thông tin internet là cực kỳ là quan trọng. Bây giờ các anh chị và các bạn là nếu tự hiểu là nếu mà một ngày các anh chị chỉ cần không có internet một ngày thôi, thì các anh chị sẽ cảm thấy nó giống như là nó bị cắt đi cái nguồn kiến thức của mình, và mình sẽ cứ lăn quẩn ở trong những cái công việc của mình làm thôi, nó không có phục vụ gì về nhiều cho mình. Nếu mà mình có được cái internet, hoặc là có những cái kênh, ví dụ như các bạn có khả năng thì các bạn nên lập một kênh YouTube để các bạn phát triển. Có thể là các bạn có thể là có nhiều bạn mình biết là rất là giỏi về trong vấn đề sửa máy, thì các bạn có thể là các bạn làm thợ, tuy nhiên các bạn chưa có kinh nghiệm, các bạn chưa có cái mạnh dạn để các bạn quay những cái video để các bạn chia sẻ. Thứ nhất là các bạn không tự tin với cái bản thân của mình, các bạn không có dám chia sẻ những cái khả năng của mình, nên là các bạn cứ làm thôi, chỉ biết làm thôi, nhưng mà các bạn quên rằng đó là một trong những cái hướng tiềm năng để mình kiếm tiền. Kể cả những cái ngành nghề nào nó vẫn có cái hướng đi của nó, ví dụ như các bạn làm ngành nghề bất động sản thì các bạn chia sẻ về ngành nghề bất động sản, các bạn về làm ngành nghề giáo viên thì các bạn chia sẻ những kiến thức dạy học hoặc là những kinh nghiệm dạy học, các bạn về có cái khả năng ca hát thì các bạn hãy chia sẻ, các bạn hãy quay những video clip lại để các bạn chia sẻ phô diễn giọng hát của mình, hoặc là các bạn làm một người nông dân thì vẫn có những cái chủ đề các bạn làm, ví dụ như các bạn làm của thợ người sửa máy photocopy máy in ấn, cả bạn làm của thợ thì bạn hãy quay video lại, bạn chia sẻ cho
đăng lên và tạo được cái kênh để chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Có rất nhiều thợ nhưng mà mỗi thợ có một cách khác nhau, mỗi thợ có một cách truyền đạt khác nhau để cho người dân để cho tất cả các bạn các chị hiểu, để cho người xem người ta hiểu. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình trong quá trình một năm qua mà mình vừa làm mở tiệm dịch vụ, liên kết in ấn, vừa phải đầu tư công sức ra mình làm YouTube. Và bữa nay mình đã có tới hai kênh YouTube, một kênh Bado Vlog á, thì chia sẻ về cuộc sống bình thường thôi, tức là mình đi quay những cái mô hình hay, rồi những cái địa điểm là nào đó ở trong cái khu vực của mình để mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì kênh đó cũng mới vừa bật cái tiền trước Tết này, ở sau Tết rồi ta được sau Tết, thì đó cũng là cái sự khởi đầu và bắt đầu cũng là cái cách mà mình bắt đầu mình hướng tới cái thị trường, hướng tới cái hướng phát triển theo ngành nghề YouTube. Thứ nhất là đây là hai hướng song song, tức là còn đối với cái ngành nghề photography in ấn này là đây là vẫn là cái ngành nghề chính của mình và mình vẫn tiếp tục mình theo đuổi nó. Còn đối với YouTube thì cái thời gian còn lại thì mình sẽ làm YouTube. Thông thường thời gian mình làm YouTube để chia sẻ cho tất cả các bạn thông thường là vào buổi trưa. Buổi trưa sau khi làm về xong, ăn cơm nước xong, nghỉ ngơi khoảng 50 phút thì đó, các bạn mình lên lại tiệm, mình bắt đầu mình quay video, quay video xong có thể là chiều tối sau khi xong việc xong mình dẫn video cho các bạn xem, hoặc là những cái video mình quay tối chia sẻ tất cả các bạn. Thì đó, ngoài ra thì đó cũng là một cái niềm đam mê, nhưng mà khi mà mình đã làm rồi thì mình cảm thấy đây là nó giống như là nó tạo cho mình một cái hướng phát triển, gọi là phát triển trao dồi thêm cái kỹ năng của mình. Nếu mà lúc trước mình ngồi mà nói chuyện ngồi cái quay như thế này thì mình nói chuyện thì không được khoảng 2 phút 3 phút đâu, thì mình nó không còn một cái gì để mình nói trong đầu hết, còn cái ý tưởng không có một ý tưởng thì để nói hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà bật cái máy, một cái máy quay lên mà để nói chuyện một cái chủ đề nào đó về máy móc hay là gì đó về, nó chỉ khoảng trên 10 phút thì mình có thể mình làm được. Thì đó là một kỹ năng từ khi mà làm YouTube mình thấy được. Tuy nhiên làm YouTube vẫn có những điều với lúc đầu, nếu mà các bạn làm thì có những người ta nhìn vào ta nói ủa này nó khùng, mà đúng thì mình cảm thấy nhiều lúc cái mình khùng thiệt, tự nhiên ngồi bật cái máy quay lên ngồi nói nhảm, nhiều lúc người khách hàng vô người ta không hiểu cái thằng này nó nói cái gì mà nó ngồi nó bật máy quay nó ngồi nó nhảm không. Rồi đến khi mà làm kênh YouTube bật lên rồi mở lên làm cái cách của mình để mà cho nó đủ cái tiêu chí của YouTube để bật kiếm tiền, thì có nhiều người nói nó làm kênh YouTube lên không có ai xem hết, rồi nó phải mở ngồi lên nó xem. Thì khi mà các bạn đã làm YouTube thì các bạn nên suy nghĩ, ai nói gì mình kệ, mình cứ đam mê là mình cứ làm, mình không có phải ngần ngại hết, đừng chán nản. Tại vì khi mà làm YouTube một thời gian khoảng sau 3 tháng đến 6 tháng mà tất cả các bạn và các anh chị kênh nó không có tiền, nó không kênh mà nó không có đủ lượng subscribe, 1.000 subscribe, 4.000 giờ thôi chưa nói là tiền nha, thì các bạn đã chán nản. Thì mình cũng đã có một cái thời gian mình cũng có cảm giác là chuẩn bị là chán rồi đó, nhưng mà mình vẫn quyết tâm mình làm. Nên mình nói khi mà các bạn làm một mình thì các bạn nên có những cách sắp xếp thời gian làm sao cho nó hợp lý để cho công việc của chúng ta nó trôi chảy hơn. Nếu mà làm một mình thì mình nghĩ khi mà số lượng khách nó đã dần dần ổn định rồi thì các bạn nên đầu tư thêm một cái máy nữa, thành hai máy để mình dễ xử lý hơn cho công việc. Ví dụ như trong quá trình mình chạy, đối với những khách lớn thì mình, đối với những cái mối hàng nhiều thì mình để chạy thành đêm thì mình chạy hai máy nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Và các bạn nên tự tin là các bạn sửa chữa máy, có thể một lần đầu các bạn làm không được nhưng mà lần thứ hai mình làm được. Thì cái gì cũng phải mạnh dạn các bạn, cái gì cũng phải mạnh dạn thôi. Làm một cái ngành nghề nào phải có khó khăn của nó, kể cả những cái bạn, những anh chị, những cái bạn đã học đại học chuyên ngành này, chuyên ngành kia ra, nhưng mà khi vào một cái công ty nào đó làm thì bắt buộc họ cũng phải học lại từ đầu hết, phải làm lại từ đầu hết, phải học hỏi những người ở trong đó. Thì mình trong quá trình mình làm ô tô thì ví dụ như máy hư thế này thì mình có thể là mình gọi điện trực tiếp tới cái nơi bán máy cho mình để họ sẽ hướng dẫn trực tiếp cho mình. Hai là mình có thể lên mạng mình chia sẻ, mình tìm những cái video mình coi về cái hư hỏng cái gắn máy mình để mình theo hướng dẫn làm. Hoặc là các bạn, nếu mà các bạn ấy thì các bạn có thể trực tiếp gọi chat Zalo với mình thì mình
trong cái khả năng của mình có bao nhiêu, mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho tất cả các bạn hết. Hy vọng là những cái video trên kênh Pado Official này nó sẽ ích được cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu mà tất cả các bạn và các anh chị cảm thấy nó có hữu ích thì các anh chị đừng quên đăng ký kênh để xem những cái video sau mà mình chia sẻ lên trong cái ngành nghề tin nhắn và phụ thuộc thông tin. Rồi đây là một cái video vlog, cái nhìn nhận của mình sau những cái thời gian mà nó khó khăn, thì không biết các bạn cảm nghĩ như thế nào, còn đó là cái ý kiến của mình. Nếu các bạn có những cái bình luận gì thì những cái ý kiến gì thì các bạn cứ để ở dưới phần bình luận, dưới phần comment dưới, mình sẽ trả lời, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Chúc tất cả các bạn và các chị có một ngày lễ là ấm áp và gia đình. Bye bye.